đây thì mình đang có một cái tai nghe mới của hãng Sennheiser mang tên là OCS 686 Sport. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà họ chú trọng đến những bạn thích tập thể thao thì có thể sử dụng cái dòng tai nghe này rất là hợp lý. Chúng ta có một chiếc tai nghe với cái phần ghi hút ở phía trên rất là cách đều, và tí nữa mình sẽ mở hộp hết ra để các bạn xem những cuộc hiện hàng cao những gì. Thì xung quanh hộp chúng ta vẫn có những cái thông tin về sản phẩm như là chiều dài của dây 1m2, cùng với đó là cái phần remote để điều khiển bài hát hoặc là chúng ta có thể nhận cuộc gọi, cùng với đó là những cái thông tin về thông số kỹ thuật chi tiết như là cái dải tầng âm từ 18 cho tới 20.000 Hz, cùng với đó là cái trở kháng là 20 ohm. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp ngay cái tai nghe OCS 686 Sport của Sennheiser. Sau khi đã khui hộp ra xong thì chúng ta có những phụ kiện kèm theo. Như ở đây mình có một chiếc túi để đựng và cũng như là sử dụng để bảo quản chiếc tai nghe OCS 686 The Sport của Sennheiser. Chúng ta có 3 bộ nút tai nghe kèm theo, đó là một bộ lớn, một bộ nhỏ và một bộ vừa. Một bộ vừa thì đã gắn sẵn ở trên tay, cùng với đó là cái tài liệu hướng dẫn kèm theo sản phẩm. Đó là những phụ kiện kèm theo cái chiếc tai nghe OCS 686 The Sport. Thì về phần chiếc tai nghe này, các bạn có thể thấy là cái hình dáng bên ngoài của nó rất là nhỏ gọn, và khi mà chúng ta đeo lên trên tai thì phần ear hút này nó sẽ bao lên phía trên, còn cái phần tai nghe thì chúng ta chỉ việc nhét vào, rất là đơn giản, không có gây khó khăn cho chúng ta trong cái việc sử dụng cái loại tai nghe này. Ở bên trong thì chúng ta có một cái phần cao su họ ốp tương đối là mỏng một tí, và khi mà chúng ta bóp vào thì nó có cái độ đàn hồi khá là tốt để mà chúng ta có thể tập luyện cũng tương đối rất là chắc chắn. Đây các bạn thấy là khi mà mình đẻ như thế này thì cái phần ear hút ở phía trên không có bị biến đổi, cho nên chúng ta dù chúng ta có chạy bộ hay là tập bất kỳ một môn thể thao nào thì cũng không có bị rớt ra, rất là tuyệt vời. Ở bên trong thì chúng ta có cái dạng tai nghe in-ear với cái màn trắng ở phía bên ngoài, tại vì cái tai nghe được trang bị cái công nghệ chống nước IPX4, cho nên chúng ta có thể sử dụng thoải mái trong cái việc tập luyện thể thao. Nhưng mà mình xin nhắc các bạn là không có thể sử dụng để đi bơi được, tại vì nó không có kháng nước. Bên ngoài là cái hình dạng của cái yếu. Ở bên dưới thì chúng ta có cái phần dây được làm từ dạng chống rối và rất là chắc chắn. Tiếp theo thì chúng ta có thêm cái phần điều chỉnh như mình lúc đầu có nói, hai phím tăng giảm lượng và phím nhận cuộc gọi. Thì với những cái phím như thế chúng ta có thể sử dụng được với nhiều máy khác nhau, như là những cái máy Galaxy của Samsung hay là những cái dòng sản phẩm Android khác chạy OS cao thì có thể sử dụng chung được với sản phẩm này. Chúng ta còn có thêm cái đầu jack tai nghe 3.5 ở phía dưới được mạ vàng với 3 vạch để chúng ta có thể đàm thoại. Đây là một trong những cái ký hiệu để chúng ta nhận biết được những cái dạng tai nghe có thể đàm thoại qua cái mic. Cùng với đó thì chúng ta có một cái kẹp để kẹp vào quần áo để cố định cái tai nghe một chỗ. Thì nhìn chung về chất lượng, cái tai nghe Sennheiser OCS 686 The Sport đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể tin tưởng vào việc cái độ bền của nó, cũng như là cái khả năng phát nhạc trong quá trình mà chúng ta tập luyện. Đặc biệt là cái khả năng cách âm, mình có thử qua một tí thì khả năng cách âm của cái OCS 686 The Sport đạt cái chuẩn, có nghĩa là mình cảm thấy rất là tuyệt vời ở cái dòng tai nghe này. Các bạn quan tâm về sản phẩm có thể đến các cửa hàng của Mai Nguyên để xem qua, cũng như đến showroom 144 Võ Thị Sáu. Ở đây thì mình đang có rất là nhiều mẫu tai nghe của Sennheiser cũng như là những cái hãng khác chuyên phục vụ cho việc tập luyện thể thao. Xin cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong những video lần sau.